Và xin chào tất cả các bạn, và tôi hướng dẫn ô tô nhá. Và hôm nay lên sóng luôn cho các bác một em Isuzu 2014 này. Xe vừa về tại salon nhá và chưa hề dọn dẹp gì. Thì mộc mạc luôn cho các bác xem nó chân thật nhất nhá. Em này thì đời 2014, có tải trọng là 5 tấn và chiều dài thùng là 6m3. Đấy, lốp mới, thùng ý lốc khám dài. Xe thì rất là đẹp, nguyên zin từ đầu đến chân luôn các bác nhá. Xe vừa về xong các bác ạ. Thì sẽ báo giá luôn cho các bác, em này đang có giá là 585 triệu. Và giá có thương lượng và lộc lá tại salon Hùng Giỏi Ô Tô nhá. Thì bác nào mà thiện chí thì có thể alo cho em, số điện thoại bên em trên màn hình. Thì em sẽ tư vấn cho bác được cặn kẽ và chi tiết nhất. Đây, sẽ đi vào chi tiết nói cho các bác xem. Đầu tiên là về nội thất bên trong này. Nội thất đã được bọc rất là đẹp các bác ạ. Đấy, đã các phần nội thất ở rất chất nhá. Đấy, cái phần ghế phụ thì đã được chế thành giường. Thì các bác nào mà đi đường xa thì có thể nghỉ ngơi được luôn nhá. Đấy, rất là đẹp này, khuôn viên ở sau rất là rộng. Trần này, nội thất cũng rất là đẹp nhá các bác nhá. Đấy, bác làm một thiện chí là chỉ có bàn về giá em này thôi, chứ em này thì về chất lượng thì chắc không cần phải bàn. Nội thất vẫn rất là đẹp, sáng, sạch sẽ nhá. Về tabi cửa đây, rất là mới này. Xe cabin zin coi nhá, cabin zin hết, cabin là zin hết nhá, không hề bắn tỉa lại luôn. Còn về lốp này các bác này, một dàn lốp phải còn mới đến 90% các bác nhá. Và thùng e-lốc cả cái này, thùng dài 6m3 mà cả e-lốc như này thì rất là đắt đấy các bác ạ. Đây còn về gầm sàn này, các bác có thể thấy sàn rất là chắc chắn nhá, gia cố rất là chắc. Taxi thì nhìn ra không hề mục mẹt hay là lứt vỡ gì. Thùng cái này rất chắc chắn các bạn, thùng rất đẹp. Lốp này, cái này khám dài luôn nhá, khám đến tháng 5 năm 2022. Xe rất là vuông vắn. Đây phần sàn các bác. Sàn đã được lót sàn rồi nhá. Hai bên thành rất là vuông vắn, không bị siêu vẹo gì trong trở lặng hay là. Hôm nay rất đẹp rồi, mua về là chỉ cần dân máy thôi. Chạy gì đâu nhá. Sàn đã lót inox. Đây là sàn nó inox màu trắng các bác nhá. Bạt xanh nó phẳng xuống. Đấy. 98 Bắc Giang chưa rút hồ sơ. Bác nào mà cần rút hồ sơ thì sẽ hỗ trợ rút hồ sơ và sang tên cho các bác nhá. Đồ việc mới. Hôm nay về các bác chỉ cần lăn bánh thôi, không phải làm thêm gì cả. Xe rất đẹp nha, tại Isuzu này thì bác nào mà biết chạy thì sướng hơn cả Hyundai nha. Rất là bền, đồ đoàn nó ít khi nó hỏng hóc lắm, sửa chữa rất là ít nữa. Đấy, nên là các bác mua về là chạy rất là yên tâm. Thì sẽ báo giá lại em Isuzu này cho các bác nhá. Isuzu tải trọng 5 tấn, trời thùng là 6m3. Em này thì đời 2014 và đang có giá là 585 triệu. Và giá có thương lượng tại salon nhá. Đấy, xe không lỗi nhỏ, xe đẹp nguyên zin. Lốp mới khám dài, điều hòa đầy đủ. Đấy các bác ạ, tiền nào thì của đấy thôi. Các bác nào mà thiện chí thì có thể alo cho em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo nhá. Và nếu thứ hai hãy để lại một like và nhấn nút đăng ký kênh để tiện theo dõi những sản phẩm xe tải cũ của bên Hùng Giỏi Ô Tô các bác nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.